Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về tình hình dịch bệnh, an ninh chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kể từ thứ bảy tuần trước ở Quảng Tây và Quảng Đông đã có mưa lớn. Nhiều nơi đã có báo cáo về thiên tai. Chiều ngày thứ hai, một vụ lở đất đã xảy ra tại một mỏ đá ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, gây ra lở đất khiến cho 20 công nhân bị mắc kẹt. Quảng Đông đưa tin 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Vào khoảng 13 giờ 30 ngày thứ hai, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại mỏ đá Wang Can Cao thuộc ủy ban thôn Lu Oxiang, xã Xian Sui, huyện Tuyển Châu, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, khiến 4 ngôi nhà bị đè bẹp và hơn 20 người bị chôn vùi. Tính đến thời điểm hiện tại đã cứu được 1 người, 2 người chết và 19 người mất tích. Do mưa xối xả liên tục vào cuối tuần qua, lượng mưa ở Quảng Tây đã vượt quá 100mm, không chỉ khiến giao thông bị gián đoạn mà còn khiến cho mực nước sông Lệ Giang dâng cao. Có thời điểm chỉ còn cách mực nước cảnh báo là 0,54m. Các tòa nhà dân cư tại một khu dân cư ở thành phố Quế Lâm bị ngập lụt với mực nước sâu hơn 1m và khách du lịch bị mắc kẹt trong các khách sạn ở ngoại ô. Vào thứ hai, mưa lớn đã tạnh nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo rằng có thể mưa lớn ở Quế Lâm sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới. Tại Quảng Đông, mưa xối xả đã xảy ra ở Thiều Quan và phía bắc của Thanh Viễn vào hôm Chủ nhật khiến cho 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã được cảnh báo tại 4 quận và thành phố ở Qing Yiwen, hơn 30.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 80 ngôi nhà bị sập, sạt lở đất xảy ra trên đường, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Tại Thiều Quan, hơn 90.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 300 ngôi nhà bị sập, nhiều cây cầu và kè bị hư hại. Những ngày gần đây, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở miền Trung và miền Nam của Đài Loan. Tại Chu Hải ở Quảng Đông cũng đã xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra hơn 10 vụ sạt lở núi. 4.000 người buộc phải di rời do sạt lở đất. Đất sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư. Tường nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng, nhưng qua ảnh có thể thấy rõ, tường của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu vực dân cư bị ngập. Các phương tiện không được chuyển đi kịp thời nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực ở Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ lại hứng chịu lượng mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thưa quý vị, cơn bão số 5 năm nay đã rời Hồng Kông. Đến khoảng 10 giờ 30 hôm nay đã đổ bộ vào bờ biển của Điền Bài, Quảng Đông, Trung Quốc. 6 thành phố bao gồm Chu Hải và Dương Giang đã kích hoạt cảnh báo cấp 2 để sơ tán trước một số người. Cơn bão số 5 không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Kông và các bộ phận liên quan chỉ nhận được báo cáo về các vụ đổ cây và lũ lụt riêng lẻ. Tuy nhiên, từ những hình ảnh mà các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thấy, bão số 5 đã kéo theo gió mạnh và mưa lớn đến khu vực Điền Bài, tỉnh Quảng Đông. Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông đã ra thông báo yêu cầu các trường học tạm thời dừng các lớp học, các chuyến tàu địa phương ngừng hoạt động, máy bay bị tạm hoãn và việc vận chuyển bị đình chỉ. Các danh lam thắng cảnh, tụ điểm văn hóa ở nhiều nơi tạm thời bị đóng cửa. Bão số 5 đã đổ bộ vào Philippines vào thứ Ba và hơn 12.000 gia đình đã phải sơ tán, khiến ít nhất 3 người chết, 4 người bị thương. Cơn bão thứ tư trong năm nay cũng đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam vào đầu tháng. Tàu công binh Trung Quốc bị chìm ở vùng biển phía tây nam của Hồng Kông, 30 người rơi xuống biển. Tính đến sáng nay vẫn còn 26 người mất tích. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho biết cơ hội sống sót của phi hành đoàn mất tích là rất mong manh. Cơn bão thứ 5 trong năm nay hình thành trên biển Đông vào sáng thứ 5, được nâng cấp thành bão vào ngày thứ 2 và đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông, trở thành cơn bão thứ 4 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông đã nhận được báo cáo vào sáng thứ 2 rằng một tàu kỹ thuật đã gặp nạn cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam do sự cố xảy ra gần tâm bão. Gió xoáy mạnh, tốc độ gió lên tới 140 km/h, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tính đến sáng ngày thứ tư, vẫn còn 26 người mất tích. Chính quyền Hồng Kông hôm Chủ nhật cho biết cuộc tìm kiếm đã được mở rộng, nhưng cơ hội tìm thấy những người sống sót là rất mong manh. Cơn bão ập đến ngay khi Tập Cận Bình đến Hồng Kông để kỷ niệm ngày Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông. Siêu bão quét qua Hồng Kông vào ngày thứ 6 và thứ 7, mang theo mưa xối xả và gió lớn, khiến giao thông công cộng bị hạn chế và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tiếp nối cơn bão số 5 ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines cũng đã mạnh lên thành cơn bão số 6 của năm nay. Trong tương lai, nó sẽ tiến về phía bắc đến vùng biển Siu-Kiu, sẽ ảnh hưởng đến Đài Loan. Chuyên gia khí tượng Gu De-jong đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai cơn bão quá xa để có thể gây ra hiệu ứng Fujiwara. Đài Loan nằm giữa hai cơn bão, mặc dù khả năng bị tấn công trực tiếp là thấp, nhưng hơi nước tăng lên, bầu không khí rất không ổn định. Trong tuần tới, cần chú ý đến sự xuất hiện của đối lưu mạnh,
đặc biệt là ở phía nam của Đài Loan và khu vực phía bắc trung tâm vào buổi chiều, có khả năng có mưa lớn. Thưa quý vị, gần đây ngoại trừ khu vực phía tây của tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu trận mưa lớn, ngập úng, hơn 300 ngôi làng bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày và xảy ra tình trạng khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một số cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo báo cáo, một đợt mưa lớn mới ở tỉnh Hà Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa Quan Si Hao Linh ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào ngày hôm qua. Ông Hoang từ Long Quang, thị trấn nói với các phóng viên rằng địa phương hiện đã hết lương thực. Ông Hoang cho biết, ở đây có nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Ở đây chúng tôi bị ngập rất sâu, chúng tôi không thể thoát ra ngoài được. Gạo và các đồ dùng khác đã bị ngập hoàn toàn và bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi của nó. Dân làng, các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Tuyền tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học đã phải đóng cửa nhiều ngày. Ông Lý cũng cho biết, gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng bị chìm trong nước hết sạch, cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Vào 2 ngày trước, tất cả trường học đều phải đóng cửa. Một quan chức chính phủ cho biết, mực nước trên sông Nan Du đã dâng đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã cho nghỉ hè từ mấy ngày trước và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại rất nghiêm trọng, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài, 50-60 căn phòng bị sập hoàn toàn, những nơi bị ngập nước, điện, thông tin liên lạc bị cắt và không có nước để uống. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 6 sẽ đi vào khu vực phía đông của Biển Đông từ rạng sáng ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam sẽ có mưa dông lớn, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, mưa lớn sẽ gây ra ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất, các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã dẫn đến một trận sạt lở đất vào ngày hôm nay. Mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc và sạt lở cục bộ đã xảy ra. Nhiều tài xế trốn trong đường hầm cao tốc. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông Trung Quốc, tỉnh Sơn Tây đã trải qua mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 11 giờ đêm, một vụ lở đất khác đã xảy ra ở huyện Busian với một lượng đất đá lớn rơi từ trên một ngọn đồi ở huyện Hukongjiao. Khói và bụi bốc lên từ hiện trường. Những chiếc ô tô trên đường ngay lập tức bị chôn vùi hoặc bị đẩy xuống sông gần đó. Vụ lở đất ở Hukongjiao ở huyện Busian, tỉnh Sơn Tây đã gây tắc nghẽn giao thông trên đoạn Hoàng Linh của đường cao tốc địa phương. Nhiều tài xế đã trốn trong đường hầm tới 12 giờ. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ liệu có tài xế nào bị thương hay thiệt mạng hay không, và thông tin vẫn chưa được công bố. Văn phòng trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất lớn của tỉnh Sơn Tây đã đưa ra thông báo cho biết, do lượng mưa lớn kể từ mấy ngày trước đó, thành phố Jinshihong, thành phố Luliang và thành phố Linfen đã xảy ra nhiều vụ lở đất, sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác gây ra thương vong. Kế hoạch cứu hộ khẩn cấp thảm họa địa chất ở tỉnh Sơn Tây đã được đưa ra. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, người ta quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp 3. Một người đàn ông 54 tuổi lái xe đến suối nước nóng ở Jeju ở độ cao hơn 800 m. Trên đường trở về thì bất ngờ gặp phải một vụ sạt lở đường và bị tắc nghẽn trong vách đá. Cảnh sát đã làm nhiệm vụ để giải cứu anh ta. Sở cứu hỏa thành phố Cao Hùng hôm nay cho biết, Si Hang Nan đã một mình đến núi Siawon vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua để ngâm mình ở sông Bao Lai giữa đường rừng Huy Keng. Trên đường trở về, bức tường sốc bị sập và đường bị tắc lúc 2 giờ 54. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã lao qua đống đổ nát và giải cứu vào khoảng 4 giờ 10 chiều ngày hôm sau. Gao Minh Jihu, phó đội trưởng của đội 6, sở cứu hỏa cho biết, Si Hang Nan đã lái xe gần 100 km lên núi từ cộng đồng Hải Phong ở Binh Tung, nói rằng anh muốn giúp người thân và bạn bè của mình đến thăm suối nước nóng ở Jeju. Do sạt lở đất và ngủ qua đêm trên ô tô, anh và mọi người được giải cứu sau hơn 12 giờ. Gần đây, Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn, Chiết Giang cũng hứng chịu mưa lớn, thậm chí gây ra lũ lụt, sạt lở đất. Ít nhất 136 người thiệt mạng và hơn 84.000 người buộc phải di rời để sơ tán. Tờ China Today đưa tin, các quan chức Trung Quốc cho biết hôm nay rằng ít nhất 1.336 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa lớn ở Chiết Giang. Trước đó, 8 ngôi nhà bị sạt lở và bị vùi lấp. 10 người cũng bị mắc kẹt ở ven biển do sạt lở. Hơn 84.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Các quan chức cho biết có tới 54 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, trong khi 821 ngôi làng bị ảnh hưởng một phần. Các đội cứu hộ từ lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, các cơ quan khác đã phát động các hoạt động vào ngày hôm qua để giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn, đồng thời điều động máy bay trực thăng đến giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Quân đội và Hải quân Trung Quốc cũng tham gia vào các hoạt động cứu hộ ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ chia buồn với các nạn nhân, cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.